làm gì không chơi trong phòng nữa. Đi làm sao? Không chơi trong phòng ra đây làm gì? Để giờ bắt này. Làm sao? Có chuyện gì? Chị rửa bát nữa. Anh đi có chuyện gì? Hả? Chuyện gì? Đi muốn gì? À vừa đi. À đang quanh tay và xin đi chơi hả? Hả? Đi đi chơi nhé. Đi ra ngoài sân chơi luôn nhé. Không đi xa đâu. Không được đi ra ngoài đi. Ê, đi chơi đi. Ra ngoài sân chơi. Ra ngoài sân sau ấy, sân vườn ấy. Đi chơi ấy, đi cẩn thận nhé. Ra ngoài vườn chơi không đi xa được chưa? Đi cẩn thận nhé. Chơi ngoài nha. Thank you.
Thank you.
giỏ của Bi này. Trời, xinh xinh. Bi ngồi đấy, chị bế Bi về luôn. Nào, ngồi đây nhé. Về thôi. Ừ. Về thôi. Gì vậy Bibi? Cái gì vậy? Cái gì mà kêu đấy? Hả? Có chuyện gì? Hả? Chuyện gì đấy? Mặt đỏ lên, lấm lem này. Đi lại chỉnh lại quần nhá. Đi chơi ở ngoài vườn về xong. Ủa lấm lem. Mặt đỏ đấy. Có chuyện gì? Bi nói chuyện gì? Đi chơi về chưa rửa tay móc mồm đi. Có chuyện gì? Sao đi chơi vừa đi chơi đúng không? Đi chơi về mà. Sao ngoài vườn không vui hả? Sao kêu đi. Hết đi. Cái gì thế? Đi ra đấy làm gì? Đi ra đấy làm gì đấy? Làm gì em đi? Nhảy trên cỏ. Ôi, đi làm sao thế này đi. Ôi trời ơi. Có quả gấc đây. Quả gấc đây nhỉ? Hà Bi, gấc mới luôn anh. Gấc mới này. Còn chưa héo. Ui ngon đấy. Ôi, đây có dàn gấc ở đây này. Trời ơi, Bi hẳn cuối vừa này chơi hả? Giỏi thế, tìm được quả gác Bi phải bị hái xuống á. Bi giật được đứt cái dây gác này hả? Ui giỏi thế. Ê, ui, cuống gác còn mới nữa này. Giật cả dàn hả, được 2 quả. 2 quả hả Bi? Ui Bi kéo được à? Bi giỏi thế. Trời, đi chơi lại kiếm được ra gác cho chị. Bi thích ăn xôi không? Ta xem, xíu nếp vặt thử sang xem còn nếp không. Còn nếp mình nấu xôi nhá. Hình như còn một chút xíu sao. Đấy, chín rồi, ăn đi. Chín rồi này, mình dùng được rồi đấy. Và mình nấu xôi. Hóa ra là Bi ấy được cái này không cầm được vào hả? Nặng này làm sao mà cầm. Đấy cái giỏ của Bi cầm để được làm sao được. Thôi đi vào đi. Nhắc ra thôi, cầm vào nhé. Chị cầm cái giỏ cho Bi nhé. Đấy, để cầm vào để nấu xôi nhá. Chị cầm giỏ cho Bi. Cái giỏ này làm sao mà để được gấp. Ngồi lên đây. Ngồi hẳn lên nhỉ. Ngồi hẳn lên để đứng dậy nào. À, ngồi hẳn lên. Ngồi lên cổ này. Lên. Bi, lên đây.
ngồi đây anh đây. Đấy. Ngồi đây anh đây. Ngồi đấy chị đứng dậy là ngã đó. Nào baby ơi. Đây này này. Đây. Rồi. Trời ơi. Lấy cả dàn gấp như này. Chà. Đi vào thôi. Ngồi hẳn lên đi. Này sợ nhau. Hai quả rất nặng như này làm sao mà Bi cầm được. Bây giờ cắt ra một quả. Hai quả rất nặng này Bi làm sao mà cầm được vào. Và mình cắt cắt ra con lấy quả chín này nó tốt. Cả cái xui. Hôm nay cho Bi 10 điểm luôn đấy. Đi phát hiện ra gấp. Gấp này chứ. Cái trứng này là màu đẹp lắm đấy. Giỏi đấy. Trời ơi giỏi chứ. Tao rất là nặng đấy. To bự nặng như này. Đây, để đây đi. Để đây, xin phép cắt mấy cái dàn nó. Đi xuống đi mày. Chị cắt cái rổ nào đi. Đi xuống đây. Đây. Trời. À chết, mình phải vào ngâm nếp trước. Vào ngâm nếp trước, Bibi đi vào ngâm nếp. Đi vào nhà, đi vào trong nhà ngâm nếp. Đi. Let's go. Con bé hả? Vào trong này ngâm nếp. Em ra để ngâm nhé, xong rồi mình nấu. Chà, ít nếp này. Đây, cái này bên này. Chắc nấu tắt rồi. Mình lấy nước để ngâm nếp nhé, ngâm cho nó nhanh ra để còn hấp. Nào đây. Rồi gạo trước cho mình sạch đã, xong rồi mình ngâm sau đi. Chỉ cần mình lấy nước ấm mình ngâm. À, cho nước vào ngâm nha. Rồi, bây giờ mình để gạo ra đây. Em baby chị nhờ cách. Để gạo xong một góc này. Không, bây giờ mình đi sơ chế góc nhá. Ta lấy góc mình sơ chế nhé. Để cho vào xôi ấy, đi. Ngồi đây nhé, thì chị lấy cái dao với bát ra này. Nên mình sẽ để ấy vào. Mình cất cái chỗ ở chỗ khác nha. Chợt.
Để cái bát này vào đây đi. Để xem. Cắt nha. Quả này xanh hơn thì để sau đi. Để khi nào mà chín hơn thì mình ấy mình ăn. Giờ mình ăn quả chín nhá. Ở cái này ra đây xíu nó dọn. Đây. Đây này. Bibi, đi ngồi ra đây này. Ngồi đây. À, ngồi đây rồi. Bạn đã đang ngồi kéo ghế chứ không còn đây đi nào. Còn hơi dài. À, chuẩn bị có xôi gấc ăn nha. Để lấy ghế cho Bi. Đỏ đỏ tay ấy. Bi chọn được quả gấc. Tìm được quả gấc ngon thế. Đỏ tươi luôn. Chỉ gạt ra cái bát này nhé. Nào. Cho tí thức gấc ra bát này. Trời ơi, đỏ tươi luôn. Này. Đỏ. Ăn xôi gấc, đầu năm ăn xôi gấc cho may mắn nha Bi. Vừa mới đi Tết xong. Lucky, lucky. Hết rồi. Dùng mình dùng một quả đấy nhá. Một quả là nhiều rồi. Chỗ nếp kia dùng một quả nhiều. Cả thịt cắt ra thì mình em trộn vào xôi. Xôi đỏ đẹp. Đẹp chưa? Thì nữa cho vô xôi đẹp nữa. Ta vào đây. Nào Bibi ngồi lên đây này. Để chị lấy cái thớt này. Bỏ hết đồ này vào. Quả gấc này để là sao nhỉ? Rồi đem được. Vỏ để đây xíu nó dọn đi. Mình vào mình ấy nếp chứ. Vỏ để xíu nó dọn gấp đây. Ui. Đó rồi. Bibi, đi vào bếp. Xíu nó mình ra mình dọn vỏ. Lấy nếp ra nhá. Trời, cái màu rất là đẹp chưa? Nào Bibi đứng đây để chỉnh lấy cái rổ. Rổ đây nếp nhá. Nhiều lắm dầu đấy. Không bắt tí. Trộn với gấc nhé. Rồi, mình cho gấc vào.
Ủa, đẹp chưa baby ơi? Màu đỏ tươi luôn. Này tí nữa trộn lên nè, đỏ họ xong hấp lên nó còn đẹp nữa. Ngon lắm baby ạ. Hết rồi. Bây giờ trộn nhá. Đi ngồi ra đây. Ngồi đây trộn. Nè. Trộn một lúc cho nó đều lên, nó đỏ ấy. Rồi 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 luôn. Thank you.
còn cái đống kia với cả xin lại xôi nhé. Ngồi đi chơi này. Ngồi chờ nha. Chờ chị xíu, chị bán kia chị rửa mấy cái đồ ấy nhé. Ngồi đấy chờ nhé. Đi đi, không ngồi kia nữa. Đi ấy, đi vào bếp hả? Đi vào xem hả? Xem nào. Thử xem nào chín cho nhé. Chị thổi, Bi thử nha, Bi thử xem chín cho nhé. Bi ăn thử. À, chín rồi. Ăn được là chín rồi đúng không? Mềm rồi. Chị nhìn này, thấy chín rồi. Bi tắt bếp luôn rồi hả? Đấy, bây giờ mình múc ra nha. Mình múc ra cái đĩa. Đi xong rồi ra bàn ăn. Đến đây cẩn thận không chạm vào đâu nhé, nóng đấy. Đứng đây, chỉ lấy cái đĩa. Đây, đứng. Chờ chị lấy cái đĩa mà, lấy đĩa bỏ để múc ra ăn. Dĩa của Bibi, xong rồi Bibi ăn bằng bát nhỏ đi. Rồi nha. Đây là cho nó ấm. Bibi cầm bát đi, đi. Cầm bát cái đĩa của Bibi ra đi. Này. Để chị lấy cái nĩa của chị nữa. Đi ra chơi đi. Từ từ đấy. Thôi thôi cho bớt nóng. Này đưa nhé đây. Ngon không? Gấp Bibi hái này.
đó, chót luôn. Xôi gì? Mười gì ạ? Giỏi khi phát hiện ra cái bếp đấy rồi lại có bữa xôi ngon. Chị thích không? Thằng này đi chơi lại tìm ra bếp. Đầu năm ăn cái này may mắn lắm đó đi. Đầu năm gặp rất may mắn. Môi đỏ này.